Vai diễn của Hồng Đăng trong phim Thương Ngày Nắng Về sẽ ra sao? Đức Xuân, vai diễn khác lạ của Hồng Đăng trong bộ phim đang phát sóng Thương Ngày Nắng Về đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trước nghi vấn ồn ào xoay quanh nam diễn viên. Trong Thương Ngày Nắng Về, nam diễn viên Hồng Đăng đảm nhiệm vai Đức Xuân, đây là nhân vật người chồng có tính cách trẻ con, ham chơi, sợ vợ. Tạo hình với mái tóc xoăn, luôn xuất hiện với cặp kính to tròn đã mang đến một làn gió mới cho Hồng Đăng. Cũng kể từ vai diễn này, Hồng Đăng không còn đóng đinh ở hình tượng soái ca, không còn hình ảnh bảnh bao lịch lãm mà khán giả vẫn thường thấy ở anh trong những bộ phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng. Thương ngày nắng về là bộ phim thứ hai mà Hồng Đăng tham gia trong năm 2021. Cùng với câu hỏi trên thì nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại liệu Hồng Đăng xuất hiện liên tục có gây nhàm chán. Và rồi những lo ngại và băn khoăn đó cũng được giải tỏa khi Đức Xuân của Hồng Đăng xuất hiện. Vai diễn này của nam diễn viên 37 tuổi được mô tả là người đàn ông có tính cách trẻ con, mãi không chịu lớn, ham chơi và vô tâm. Đức sợ vợ nhưng cũng sợ mẹ, đó là kịch bản của anh ta. Trong phim, Đức không ít lần bị vợ đánh, mắng mỏ vì mải vui chơi, quên trách nhiệm chính. Ngược lại, mẹ Đức luôn bênh vực con trai, chỉ trích con dâu sau mỗi lần gây họa, Đức lại nịnh nọt để làm hòa với vợ do Lan Phương thủ vai. Theo cách vợ miêu tả, Đức giống một đứa trẻ to xác trong nhà. Chính vì vậy, nhà cô lúc nào cũng lộn xộn, rối tung như canh hẹ. Khi biến cố ập đến, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, chị gái gây họa, bố mẹ bán nhà hay không bảo vệ được vợ trước án oan, lăng loàn, vợ chồng con cái ly tán, Đức mới trưởng thành và người đàn ông vô lo trở nên nghiêm túc hơn, có những trường đoạn diễn biến tâm lý phức tạp. Không chỉ thay đổi về tính cách, tạo hình của Hồng Đăng trong thương ngày nắng về cũng thay đổi hoàn toàn với kiểu tóc xoăn tít và cặp kính to ngố tàu. Cú bẻ lái đã mang đến cho nam diễn viên một màn lột xác ấn tượng và cho dù không được còn gọi là soái ca, thì với Hồng Đăng đây cũng là thành công giúp anh làm mới chính mình trong mắt khán giả. Nói về vai diễn Đức Xuân bị khán giả ghét, ném đá, tấn công trên Facebook, Hồng Đăng từng tâm sự trên trang cá nhân đang nghĩ xem nên viết gì sau tập ngày hôm nay, không chỉ khuyên chị em không nên để đồ vật cứng bên cạnh khi ngồi xem phim, nam diễn viên còn hài hước khoe kiểu tóc mới gọn gàng cùng dòng trạng thái. Đức Xuân là ai? Giờ ra đường câu đầu tiên, à Đức Xuân trông khôn ngoan, tóc thẳng, mặt sáng láng thế này mà cứ Đức Xuân. Trong chương trình VTV kết nối, Hồng đang nói, đóng phim này mới thấy anh Đức lại là một người sống rất nội tâm và trải qua nhiều biến cố, đồng nghĩa với việc khóc khi xem Khánh. Bất cứ vai diễn nào cũng vậy, nếu muốn cảm xúc tốt nhất và đạt nhất thì phải sống cùng nhân vật. Nếu không đặt mình sống trong hoàn cảnh của nhân vật, không đặt mình là nhân vật thì chắc chắn những cảm xúc của mình lúc đó không thể thật được. Cũng trong phim, nam diễn viên chia sẻ phân đoạn anh thích nhất trong thương ngày nắng về chính là thời gian khi Đức phát hiện mình bị bệnh. Tôi cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng khi diễn đoạn đó, cảm xúc duy nhất trong đầu là ngày mai mình sẽ chết. Chỉ còn một ngày hôm nay để sống và trao yêu thương, cảm xúc đó nghĩ đến thôi là rơi nước mắt nam diễn viên nhớ lại. Hiện bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã đi đến giai đoạn cuối, khán giả đang rất tò mò biết cái kết của nhân vật Đức Xuân do diễn viên Hồng Đăng đảm nhiệm sẽ có cái kết ra sao. Vợ chồng Lan Phương, Hồng Đăng có tái hợp hay không? Trước nghi vấn VTV đã có thông báo tới các đơn vị trong đài yêu cầu giả soát các chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có liên quan đến diễn viên Hồng Đăng lại càng khiến khán giả của phim Thương Ngày Nắng Về lo lắng. Liệu vai diễn Đức Xuân có bị cắt? Liệu bộ phim có tạm dừng phát sóng? Trước đó, cuộc hẹn cuối tuần của mùa 2 dự kiến lên sóng vào số đầu tiên vào ngày 2 tháng 7 với khách mời là diễn viên Hồng Đăng. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của phóng viên, chương trình sẽ có sự thay đổi. Khách mời số đầu tiên sẽ là diễn viên Lan Phương. Phóng viên đã liên lạc với đạo diễn Huy Bùi cũng như ekip làm phim để rõ những nghi vấn xoay quanh bộ phim gây xôn xao mạng xã hội nhưng chưa nhận được phản hồi.